Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta đi vào chuỗi các video liên quan đến mối cấp gen. Chúng ta đi vào bài đầu tiên, bài 1. Xác định đường kính phần cắt gen của móc cần trụt được làm bằng thép CT34. Biết tải trọng F hay chính là trọng lượng vật nâng lớn nhất là 50 kN. Chúng ta sẽ mô hình hóa bài toán dưới dạng hình vẽ. Thì các em thấy là móc cần trục của đây có trọng lượng là F, và ở phía trên ấy, thì các em thấy là đường kính đỉnh gen là D. Đấy. Thì các em thấy là phần cắt gen của móc cần trục đấy làm việc thì sẽ tương tự như bu lông không bận chặt, chịu kéo nén đúng tâm bởi trọng lượng vật lông là F. Thì với thép CT34 thì chúng ta có là sigma chảy sẽ bằng 200 MPa. Thì cái này các em có thể tra trong bảng. Thì cái mối ghép ở đây chúng ta là mối ghép không được bận chặt, chịu lực dọc trục nên hệ số an toàn S sẽ bằng 1,7. Nhưng các em chú ý là vì đây là móc quần trục nên yêu cầu rất cao về hệ số an toàn, nên chúng ta chọn hệ số an toàn S là sẽ bằng 4. Thì với hệ số an toàn S bằng 4 thì chúng ta tính được sigma kéo cho phép, sigma K cho phép đấy, thì sẽ bằng sigma chảy trên hệ số an toàn S và sẽ bằng 200/4. Thì chúng ta sẽ được là sigma kéo cho phép ở đây sẽ được là bằng 50 MPa. Với sigma kéo cho phép bằng 50 MPa thì chúng ta thấy là điều kiện bền của phần cắt gen của móc quần trục đấy, thì sigma kéo ở đây thì sẽ bằng F trên pi D1 bình phương trên 4. Trong đó D1 ở đây thì chính là đường kính phần chân gen. Và sigma kéo phải luôn nhỏ hơn hoặc bằng sigma kéo cho phép để đảm bảo điều kiện bền. Thì khi đó thầy đặt AB min ở đây bằng pi D1 bình phương trên 4 ấy, thì AB min chính là diện tích mặt cắt chân gen. Thì AB min ở đây sẽ luôn lớn hơn hoặc bằng F trên sigma kéo cho phép để đảm bảo điều kiện bền. Thì F trên sigma kéo cho phép sẽ bằng 50 × 10√3/50 và sẽ được là 1000 mm bình phương. Thì với AB min hay là với diện tích mặt cắt chân gen lớn hơn hoặc bằng 1000 mm bình phương thì đối chiếu với bảng 1.4 thì chúng ta sẽ chọn được đường kính đỉnh gen D bằng 42 mm, đường kính chân gen D1 bằng 37,129 mm và bước gen P bằng 4,5 mm. Sau đây chúng ta đi vào bài số 2. Bài số 2 được phát biểu như sau: thân ổ trục và bệ đều bằng gang GX1532 được kẹp chặt với nhau bằng 4 bu lông. Lực ép do trục truyền lên thân ổ bằng 16 kN, tải thay đổi ít. Các bu lông được làm bằng thép CT3. Xác định kích thước bu lông trong hai trường hợp. Trường A, bu lông được lắp ghép có khe hở với lỗ. Lực vặn chặt được kiểm tra bằng cờ lê đo lực. Biết hệ số ma sát F bằng 0,14. Trường thứ hai, bu lông được lắp ghép không có khe hở với lỗ. Biết chiều dài tiếp xúc của lỗ với bu lông trên thân ổ và đệm đều bằng 18 mm. Bài toán của chúng ta sẽ được mô hình dưới dạng hình vẽ ở phía dưới, các em chú ý theo dõi. Thì sau đây chúng ta sẽ đi tiến hành xác định kích thước bu lông trong cả hai trường hợp. Chúng ta đi vào trường hợp đầu tiên, đó là trường hợp thứ nhất. Trong trường hợp A ấy, thì bu lông được vặn chặt để tạo ma sát ở bề mặt tiếp xúc của thân ổ và giá máy đủ lớn, đảm bảo dưới tác dụng của lực ép ở bề mặt tiếp xúc của thân ổ không trượt so với giá máy. Đấy. Thì các em chú ý là vật liệu làm bu lông của chúng ta là thép CT34. Thì theo bảng 1.1 thì chúng ta có được là sigma chảy của thép CT34 là bằng 200 MPa. Đấy. Chúng ta lại tìm đến bảng 1.2 thì với bu lông lắp có khe hở, chịu lực ngang, lực vặn chặt được kiểm tra bằng cờ lê đo lực thì chúng ta lấy hệ số an toàn S ở đây bằng 2. Thì với sigma chảy và với S đã biết thì chúng ta sẽ tính được sigma kéo cho phép. Sigma kéo cho phép bằng sigma chảy trên hệ số an toàn và như vậy sẽ bằng 200/2 và bằng 100 MPa. Chúng ta xem lực F phân bố đều trên các bu lông thì chúng ta sẽ có điều kiện bền của bu lông là sigma tương đương ở đây sẽ bằng 1,3 FV trên AB min.
phải luôn nhỏ hơn hoặc bằng sigma kéo cho phép. Đấy, như các em đã biết, AB min ở đây chính là diện tích mặt cắt chân gen. FV ở đây chính là lực vặn chặt bu lông. Thì FV ở đây chúng ta có công thức FV sẽ bằng K nhân F trên I F Z. Trong đó K là hệ số an toàn chống trượt, I là số đôi bề mặt tiếp xúc, ở đây trong trường này I bằng 1, Z ở đây là số bu lông. Đấy, các em cần chú ý. Chúng ta tìm đến bảng 1.3 và chúng ta sẽ tính được hệ số an toàn chống trượt K bằng 1.3, I bằng 1 như thầy đã nói ở bên trên. Thì các em thay vào công thức thì các em sẽ tính được là AB min ở đây sẽ luôn lớn hơn hoặc bằng 1.3 nhân KF trên IFZ nhân sigma kéo cho phép. Và chúng ta thay số vào, F bằng 0.14 này, Z đây bằng 4 này, sigma kéo cho phép tính được trên bằng 100, hệ số an toàn chống trượt K bằng 1.3 ở đây, F đây sẽ bằng 16 nhân 10.3. Thì các em sẽ tính được là AB min ở đây sẽ luôn lớn hơn hoặc bằng 482,9 mm bình phương. Như vậy là chúng ta tính được là diện tích mặt cắt chân gen ở đây lúc nào cũng phải lớn hơn hoặc bằng 482,9 mm bình phương. Thì dựa vào AB min thì chúng ta tìm đến bảng 1.4 thì chúng ta sẽ tìm được bu lông là có AB min đây sẽ bằng 541 mm bình phương. Đường kính ngoài của bu lông D bằng 30 mm và bước gen P bằng 3.5 mm. Sau đây chúng ta đi vào trường hợp thứ hai, trường hợp B. Trường hợp này do lắp ghép không có khe hở nên thân bu lông trực tiếp chịu lực ép. Đường kính bu lông được xác định từ điều kiện bền cắt của thân bu lông và điều kiện bền dập ở bề mặt tiếp xúc. Thì chúng ta tìm đến bảng 1.2 thì chúng ta sẽ có được là tô cắt cho phép đấy thì sẽ bằng 0.4 nhân sigma chảy và sẽ bằng 0.4 nhân với 200. Tại vì sigma chảy ở đây là tính được bằng 200 mà. Như vậy là tô cắt cho phép bằng 0.4 nhân với 200 và bằng 80 MPa. Thì các em chú ý là các em xem lực ép phân bố đều trên thân các bu lông. Thì như vậy là điều kiện bền cắt của thân bu lông, tô cắt ở đây sẽ bằng F chia cho Z nhân Pi dB bình phương trên 4 nhân I. Đấy, thì tô cắt phải luôn nhỏ hơn bằng tô cho phép. Trong đó dB là đường kính thân bu lông, Z ở đây là số bu lông, I là số đôi bề mặt tiếp xúc, I bằng 1. Đấy. Thì như vậy từ cái bất phương trình trên thì chúng ta rút ra được là BB ở đây luôn lớn hơn hoặc bằng căn bậc 2 của 4F chia cho Z nhân Pi nhân I nhân tô cho phép. Và chúng ta tiến hành thay số vào, với F bằng 16 nhân 10.3, Pi bằng 3.14, Z bằng 4 và tô cho phép đây bằng 80 vừa tính ở trên. Thì chúng ta sẽ được là DB ở đây luôn lớn hơn hoặc bằng 7.98 mm. Thì các em thấy là do thép CT3 ấy có sigma dập lớn hơn gang, lớn hơn sigma dập của gang đấy, nên điều kiện bền dập được tính cho lỗ. Thì như vậy là chúng ta có là sigma dập ở đây thì sẽ bằng F chia Z nhân DB nhân với delta này. Như vậy là các em thấy là DB ở đây chính là đường kính thân bu lông, Z ở đây là số bu lông và delta ở đây là chiều dài phần tiếp xúc. Thì các em thấy là điều kiện bền dập đây là sigma dập luôn nhỏ hơn bằng sigma dập cho phép. Thì chúng ta tìm đến bảng 1.2 thì chúng ta thấy là sigma dập ở đây sẽ bằng 0, có giá trị trong khoảng 0.4 đến 0.5 sigma bền. Thì với gang GX1532 chúng ta tìm đến bảng 1.1 ấy, thì chúng ta thấy là sigma bền đây sẽ bằng 153 MPa. Thì chúng ta sẽ chọn sigma dập cho phép sẽ bằng 0.5 lần sigma bền. Như vậy sẽ bằng 0.5 nhân 153 bằng 76.5 MPa. Sau đó chúng ta thay vào điều kiện bền dập được tính cho lỗ đấy, thì các em thấy là
DB ở đây luôn lớn bằng F trên Z nhân delta nhân sigma dập cho phép, và sẽ bằng 16 nhân 10 mũ 3 chia 4, delta đây bằng 18 nhân sigma dập cho phép bằng 76,5 và sẽ bằng 2,905 mm. Đấy. Các em thấy là các em tính được hai giá trị của DB. Một là DB luôn lớn hơn hoặc bằng 7,98 mm. Thứ hai là DB luôn lớn hơn hoặc bằng 2,905 mm, thì chúng ta chọn giá trị lớn hơn. Đấy. Như vậy từ hai giá trị trên chúng ta đối chiếu với bảng 1.4 và chúng ta sẽ chọn được đường kính đỉnh gen của bu lông là D bằng 8. Khi đó DB sẽ bằng 9. Như vậy là thỏa mãn điều kiện bền dập.